Trời ơi mệt quá trời, đi từ nãy đến bây giờ ha. Phận Từ nay công làm việc nó chẳng dữ vậy ta. gái chưa một lần yêu ai. À trời ơi, có người rồi. Bà chị ơi, bà chị có thể cho tôi ngồi ở bên cạnh bà chị được không ha? Sắc. Bà chị ơi, có thể cho tôi... Trời ơi, cái gì cái chị ơi? Ê cha già, vô duyên. Ở đây tôi đâu có bị điếc đâu mà la lối sùm vậy. Chị không bị điếc ha. Trời ơi, nói 3-4 lần chị không nghe. Chị cho tôi ngồi ở đây được không chị ha? Bà dạ phải không? Trời ơi, anh Trung, ngày xưa đẹp trai lắm mà sao bây giờ còn có một chút vậy? Trời ơi, anh nhớ em quá. Dạ ơi, mấy chục năm rồi em còn nhớ đến anh sao? Anh nhớ em lắm dạ ơi. Thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên ai rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tàn, đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng làm thơ, đêm thơ về ghép nhạc thành khung tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, duyên ta ước mơ nhiều, cuộc đời từ đây biết bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ, bao năm cách biệt, bao năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thay buồn, tình chia ngăn đôi đường, nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Hôm nay tiếng hồ gặp em hẹn anh ra đây là để em đưa tiệc cưới cho anh. Tiệc cưới gì? Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đêm thơ về ghép nhạc thành khung tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, duyên ta ước mơ nhiều, cuộc đời từ đây biết bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ, bao năm cách biệt,
bao năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thay buồn tình chia ngăn đôi đường, nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Nhắc đến thay buồn tình chia ngăn đôi đường, nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Em là một người có đúng chất giọng bolero nhất trong tất cả những thí sinh của đêm nay. Cô Phương Dung rất là tâm đắc cách luyến lấy nhã chữ của em. Cái tập trước em hát không hay bằng bữa nay. Dạ, em xin lỗi. Dạ, anh có thể chia sẻ là lý do vì sao mình có những cái cảm xúc như thế này được không ạ? Em run lắm. Nhưng mà tại sao run? Tại điểm vòng trước điểm thấp quá. Cái đó cô Phương Dung thông cảm. Tự vì cô cũng đã qua cái giai đoạn này. Trong đêm nay em hát cái bài Nhật ký đời tôi rất là xuất sắc. Cô Phương Dung thành thật cảm ơn và chúc mừng cho em. Cảm ơn cô. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyên Vũ cũng xin chia sẻ thêm những giọt nước mắt của Hồ Việt Trung. Khi mà bên trong thì Hồ Việt Trung có chia sẻ rằng là anh sẽ thi vài vòng thôi thì cũng có thể là anh sẽ phải đi mổ, bởi vì đang bị thoát vị đĩa đệm rất là nặng à. Cái người dưới này ngồi khóc rồi. Anh có cảm xúc bởi vì cái giọng hát của Trung quá hay. Và anh nghĩ là qua cái câu chuyện Trung kể mà Trung sợ rớt á, thì anh cứ tiếp theo cái cảm xúc thôi. Tự vì theo anh đó là Trung không cần phải diễn bất cứ cái gì trong đêm nay bằng một cái tiểu phẩm nào hết. Trung cũng có thể đứng và hát bolero thật là hay. Và đó là cái tiếng hát nó truyền cảm. Em thấy không, tiếng hát nó đến từ trái tim thì nó sẽ chạm trái tim của người khác rất là dễ. Nên anh phải nói rằng chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh. Riêng hôm nay, trời ơi, em làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Em hát rồi em diễn rất là hay, rất là thâm thúy cái vai diễn của em. Và em hát cái dòng nhạc trữ tình bolero này nó cần cái chân chất như thế này. Em hát hôm nay quá là tuyệt vời, hát tình cảm lắm, hát cái là từng đoạn và nhã chữ cũng rất là tình cảm. Hôm nay không có gì để nói nữa hết á, vui lắm. Chị chúc mừng em trai. Em đúng là có một dòng hát tiếp nối, một dòng hát mà phải nói là chị nghe thì rất là xúc động. Tại vì tiếng hát của em hát từ cái trái tim. Em hát rất là thoải mái và dễ, tiếng hát của em dễ đi vào lòng người của khán giả có mặt ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi đang rất hồi hộp chờ đợi điểm số từ ban giám khảo. Xin được mời số điểm của danh ca Phương Dung. 10! Tiếp theo sẽ là số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Tôi ngạc nhiên lắm, cho nên nó như thế này. Cái phong cách và cái bài hát của bạn đi hôm nay đã chạm tới trái tim của tôi. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị giám khảo tại trường quay, xin mời. Quý vị khán giả tại trường quay đã dành tặng cho Hồ Việt Trung số điểm 9,6 điểm. Chúc mừng bạn. Nhớ bình chọn cho Hồ Việt Trung với mã số là 1 nhé, 01 thưa quý vị. Trời đất ơi, giờ trưa trời, trưa thật rồi mà không thấy đâu hết trơn á. Chàng trời đất ơi, hết hồn à. Đợi anh lâu không? Anh đi đâu á, giờ mới tới. Mới chăn bò trên sớm mới về. Anh nói nghe nè. Ngô kỳ thời, con kiến mới leo dây. Nam mô di bố
duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phù. Gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phật. Ngộ kỳ thời bên nước dưới cây đa. Em ơi anh dân chờ. Hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim số lòng. Đang xeo cá con ơi. Khoan khoan con sẽ về. Để mai mình gieo đám mà. Nam mô Di Bố Phù. Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ đó dặn ta yêu nhau thiết tha. Mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng. Em ơi anh vẫn chờ. Xa duyên ta tính liền. Hẹn đời năm sau cánh đồng mình gặp hái xong thánh tư. Xa duyên anh cưới em. Trang ơi. Gì? Anh nói nghe nè. Thôi đứng nó nói luôn đi. Bữa nay bị Diêm Thanh quản. Đứng xa nói không được. Đứng gần mới nói được. Mẹ về nhà đang gieo các con ơi. Khoan khoan con sẽ về. Để mai mình gieo đám mà. Nam mô Di Bố Phù. Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó dặn ta yêu nhau thiết tha. Mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng. Em ơi anh vẫn chờ. Để em về thưa với mẹ. Khi ra duyên tinh liền. Hẹn đời năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thánh thơ. Xa duyên anh cưới em. Xa duyên anh cưới em. Sao? Ra duyên anh cưới em được không? Thôi, tôi không chịu đâu. Kỳ vậy? Đi. Không chịu lấy người khác à? Ý, nói vậy thôi. Ta ưng lâu rồi chứ bộ. Trời ơi. Còn bây giờ sẽ là lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời danh ca Phương Dung. Đây là một bài dân ca Nam Bộ rất là dí dỏm, dễ thương. Cả hai em, nhất là con trai của Thái Châu, rất là duyên dáng. Cái bài này hợp với Hồ Việt Trung, rất là hợp. Riêng về Uyên Trang, cái giọng khá hơn lúc nãy nhiều. Chúc mừng cho người đẹp áo xanh đã làm tròn vai trên sân khấu. Hồ Việt Trung thì đúng là em hát cái bài này, hình như là cái giọng của em lại rất hợp dân ca Nam Bộ. Người nhà quê mà chân chết, có sao nó dạy người ơi đó. À, rồi còn Uyên Trang thì anh thấy là cái bài này thì em lại hát. Cái giọng của em là quá ngọt. Tụi em đã gợi lại hết tất cả những cái ký ức của anh về những cái gần 20 năm về trước. Anh rất cảm ơn em. Coi như là cái tiết mục này đó, cả hai em đều hoàn hảo hết. Hát rất là duyên dáng, tình cảm vừa phải mà chân chất. Cái chất của Hồ Việt Trung nó ra nó chất phát. Hợp với lại cái giai này, hợp với lại cái dòng nhạc này. Mà cả Uyên Trang nữa, cái bài này em hát rất là đẹp, rất là hay. Tình cảm mượt mà và nó có lực. Chị có cảm giác như Uyên Trang hợp với dân ca hơn. Giọng cao, trong, ngọt, hay, rất là hợp lý. Chị là hơi ngạc nhiên về Trung, tại vì số đầu tiên chị chấm Trung mà đúng không? Em làm chủ sân khấu, diễn xuất của em thật là tuyệt vời. Chị nghĩ là có một bộ phim nào đó chị sẽ giới thiệu em đi đóng phim thêm. Chỉ có điều khi mà Trung hát dân ca, Trung nhớ mấy cái luyến của dân ca là đặc trưng đúng không anh Đình? Em phải cái nốt dấu nặng á, những cái nốt mà những cái chữ mà xuống dấu nặng hoặc có những cái luyến là em phải luyến kỹ hơn xíu nữa thì nó sẽ tuyệt vời. Bởi vì cái giọng em có một sự chất phát giản dị. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Số điểm giám khảo dành cho ca sĩ Uyên Trang. Xin được mời danh ca Phương Dung.
9,5. Xin mời danh ca Thái Châu. 10. Xin được mời ca sĩ Phương Thanh. 10. Còn bây giờ sẽ là điểm số dành cho ca sĩ Hồ Việt Trung. Xin được mời danh ca Phương Dung. 10. Xin mời danh ca Thái Châu. 10. Bây giờ thì đến phiên quý vị giám khảo khán giả tại trường quay đó ạ. Thưa quý vị, số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay 9,7 điểm, chúc mừng. Chết người ơi, tội thân anh, làm sao bắt con tim vâng lời, làm khổ đời nhau gì vui đâu, một khi thế gian đầy điên đảo. Xin trả lại từng chăng sao, từng câu nói yêu thương ban đầu. Mơ đã tan, mộng đã tan, chẳng nỡ gì nhau. Trách người ơi, tội thân anh, làm sao bắt con tim vâng lời, làm khổ đời nhau gì vui đâu, một khi thế gian đầy điên đảo. Có những điều mà con tim vì say đắm hoa sáng yêu mềm, để bây giờ chịu thương đau đành im tiếng. Đôi đau này đâu riêng ai, tình kia đã chết theo tháng ngày, để bây giờ nhìn quân lại chẳng ai còn đây. Đừng hỏi vì sao mình xa nhau, nào ai biết đâu mây xanh màu. Đừng hỏi vì sao mình xa nhau, làm sao giữ được làn hương áo. Giữa cuộc đời từ chim bao đầy cay đắng lẫn ngọt ngào, đến nơi nào để con tim dại khờ nương náu. Xin trả lại từng chăng sao, từng câu nói yêu thương ban đầu. Mơ đã tan, mộng đã tan, chẳng nỡ gì nhau. Đừng trách người ơi, tội thân anh, làm sao bắt con tim vần lời, làm khổ đời nhau gì vui đâu, một khi thế gian đầy điên đảo. Có những điều mà con tim vì say đắm hoa sáng yêu mềm, để bây giờ chịu thương đau đành im tiếng. Nỗi đau này đâu riêng ai, tình kia đã chết theo tháng ngày, để bây giờ nhìn quân lại chẳng ai còn đây. Đừng hỏi vì sao mình yêu nhau, nào ai biết đâu mây xanh màu. Đừng hỏi tại sao mình xa nhau, làm sao giữ được làn hương áo. Giữa cuộc đời từ chim bao đầy cay đắng lẫn ngọt ngào, đến nơi nào để con tim dại khờ nương náu. Xin trả lại từng chăng sao, từng câu nói yêu thương ban đầu. Mơ đã tan, mộng đã tan, chẳng nỡ gì nhau. Giữa cuộc đời từ chim bao đầy cay đắng lẫn ngọt ngào, đến nơi nào để con tim dại khờ nương náu. Xin trả lại từng chăng sao, từng câu nói yêu thương ban đầu. Mơ đã tan,
mộng đã tan chẳng nỡ gì nhau. Không biết lý do vì sao mà anh lại quyết định là chọn cái hình ảnh của chàng Trư để thể hiện ca khúc này ạ? Dạ thì kính thưa ban giám khảo cùng tất cả quý vị, trong đó có một cái lời hát là có những điều mà con tim vì say đắm hóa ra yếu mềm. Có nghĩa là chàng Trư là một thiên binh thiên tướng trên trời, nhưng mà vì yêu hằng Nga quá. Mày gái á. Cái anh chàng này ha, từ cái lúc mà tôi chê ổng rụt rè ngay cái tập 1 ha, ổng dè dặt, ổng rụt rè, ổng lo lắng cái gì đó. Mà qua cái tập 2 rồi đến cái tập 3 mà ổng tưng bừng ghê gớm. Vòng 1 chính anh là người nói là Trung không có gì đặc biệt. Nhưng mà đến vòng thứ 2 và nhất là bây giờ đến vòng thứ 3 này thì anh thấy rằng là em lộ nguyên hình rồi đó. Tiến bộ rõ rệt trong cái cách hát, nhấn nhá, đồ là vuốt ve rồi cảm xúc từng câu hát rất là tốt. Mà có cái là cái đoạn chót đó, ba cái nốt treo đó là để đó để mình chứng tỏ được cái thể lực của mình, thì càng lặp lại thì nó càng tụt một chút. Mình phải để ý cái đó để cho cái cột hơi mình nó vững vàng, mình hát đừng có bị tụt những cái nốt cao đó nha. Cái chữ con tim, con hát là thành là con tim, có cái chữ e ở trong đó, con tim nha. Nhớ cô rình con cái này mấy lần rồi. Việt Trung, anh muốn nói rằng là cái giọng hát của em đẹp, trầm ấm, cái cách nhả chữ của em rất là rõ ràng. Anh đã từng hát cái bài hát này với một cái phong cách rất là mới, nhưng mà có cái điều mà khi mà xuất hiện ra mà anh thấy những cái trang phục cổ trang như vậy đó thì anh không hiểu rằng là rồi đây cái hòa âm nó sẽ như thế nào. Nhưng mà sau khi nghe được một vài cái đoạn thì anh thấy rất là hợp, làm cho anh hết bỡ ngỡ ngay. Là anh thấy cái diễn xuất của em với lại cái bối cảnh như thế này là hoàn toàn hợp lắm, hợp lý, hợp tình. Nhờ những cái sân khấu như thế này mà chúng tôi đây mới thấy cái những cái ý tưởng mới của cái thời đại âm nhạc mới như thế này, mà từ các em cho ra những cái ý tưởng mà rất là hay và rất là sáng tạo. Bây giờ xin mời ban giám khảo hãy cho chúng tôi biết điểm số mà quý vị dành cho tiết mục vừa rồi như thế nào. Xin mời danh ca Phương Dung 9,5, danh ca Thái Châu 9,5, nhạc sĩ Nguyễn Quang 9,5. Điểm số của danh ca Elvis Phương sẽ được chúng tôi để lại đến cuối chương trình. Còn bây giờ quý vị khán giả tại trường quay ơi, xin mời quý vị. Thưa quý vị, 100 vị giám khảo khán giả tại trường quay đã dành cho ca sĩ Hồ Việt Trung số điểm là 9,6. Thưa quý vị, nếu như yêu mến tiết mục vừa rồi cũng như là yêu mến giọng ca của ca sĩ Hồ Việt Trung, quý vị hãy nhớ nhắn tin để bình chọn cho ca sĩ Hồ Việt Trung với mã số bình chọn là 01. Nhỏ lớn giờ chưa biết cái vũ trường ở đâu. Bữa nay gom tiền lên vũ trường chơi bữa đã. Để coi, em vô vũ trường nghe quý vị nha. Trời ơi, con gái ai đẹp dữ vậy trời. Ô oh. Cho mình nhảy với. Em tên gửi cái vỏ đây nghe. Hey. Hey người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê của say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cúc xanh xưa cúc nhạc tình, cười vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em
tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt anh trao. Này em yêu ai, yêu em nhất cả chân ở đây, và chỉ mình em thôi trong trái tim. Mà mày đặt đi lên vũ trường nữa ha. Gì tắm đó, con gì tắm. Đánh nó cho tao. Chết. Tha cho em anh ơi. Trời ơi, đẹp trai mà sao khổ. Nói cho mày. Đấy. Sao khổ vậy trời. Trong tay không tiền đời, mấy ai thương. Tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời mua anh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần số riêng ơi, mà trần gian là cõi đọa đầy, thì cớ sao gây oán thù, vì danh lời mà đau, vì kiếm tiền phụ nhau. Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có, lúc trắng tay ngàn lời. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền. Một bài hát vui nhộn, nhưng mà trong đó nó gồm đủ bốn chữ: hỷ nộ ái ố đều có hết. Lúc đầu á, con ra cô thấy con ôm cái túi đó đó, cô nói ủa sao nhỏ này nó đi đá gà sao vậy trời nha. Thành ra bây giờ đó, ngoài anh hai lúa, cô Vương Dung tặng cho con một cái biệt danh nữa: anh ba gà. Cái giọng hát của con hôm nay rất là hay, tại vì cái âm sắc của giọng của con á, đi vào micro hôm nay âm sắc rất là đẹp, và đặc biệt cái chữ tiền á, vì một chữ tiền. Hồi đó thầy hát con không biết là thầy hát chữ tiền người ta rất là khó hát, nhưng chữ tiền của con rất là có duyên. Khen nha cho Việt Trung có một cái ý tưởng rất là mới mẻ trong cái liên khúc Tình và Tiền. Em thể hiện qua cái giọng hát vẫn là truyền cảm, cảm xúc nhạc cảm của mình rất là tốt, và có lúc em khôi hài, em hát trong cái diễu cợt nó cũng rất là có duyên dáng. Có một cái điểm mà nhắc cho em là khi mình hát, mình diễn xuất nhiều thì mình cũng phải để ý cái cột hơi mình cho nó chuẩn chút xíu, thì cái bài hát này nó hoàn hảo hơn. Sao? Nha. Khi mà Việt Trung ra mà hát bài đầu tiên thì lại không phải là hát mà coi như diễn hài, cô Ngọc cũng hơi lo lắng, nhưng mà em đã làm bất ngờ. Cái bài kế tiếp là đã giới thiệu cái giọng ca quá trải chuốt của mình. Theo cô Ngọc nghĩ rằng là những yếu tố mà để tạo là một ca sĩ tên tuổi bây giờ, của cái thời đại bây giờ, là phải vừa hát, vừa diễn xuất, vừa múa, mà có thể là hài trên đó được, thì thấy Việt Trung phải nói là rộng xài theo cái danh từ của tụi mình đi hát. Cô cho hỏi cái chữ rộng xài là gì? Đa dạng. Đa dạng. Đa dạng. Đa dạng. Đa dạng. Rộng xài, xài nhiều thứ. Xin mời điểm số từ danh ca Phương Dung. Mơ! Giám khảo Vương Hồng Ngọc 9,5. Điểm
số của giám khảo chủ đề sẽ giữ lại đến cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là lúc mà giám khảo khán giả tại trường quay sẽ dành số điểm của mình cho ca sĩ Hồ Việt Trung, xin mời. Vâng, thưa quý vị, 9,7. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như yêu mến tiết mục ngày hôm nay của Hồ Việt Trung thì hãy đừng quên nhắn tin bình chọn cho anh với mã số là 01 quý vị nhé. Hồ Việt Trung nổi danh với cộng đồng mạng như một ca sĩ nhạc trẻ với các video ca nhạc được dàn dựng rất cầu kỳ như những bộ phim ngắn. Những câu chuyện thú vị đó sẽ được mang tới sân khấu Hãy Nghe Tôi Hát như thế nào? Hãy cùng chờ đón những phần trình diễn rất khác lạ của Hồ Việt Trung. Vâng, thưa quý vị, đó chính là chàng ca sĩ trẻ lãng tử Hồ Việt Trung lựa chọn một ca khúc rất là vui tươi và đã được thể hiện thành công qua giọng ca của nữ danh ca Ý Lan. Ngày hôm nay, anh chàng Hồ Việt Trung của chúng ta sẽ thể hiện nó như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phiên bản gốc được thể hiện qua giọng ca của nữ danh ca Ý Lan. Em muốn... Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiên đấy trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn đường cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày ngày nhung nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày ngày nhung nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiên đấy trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, ánh mắt anh thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày ngày nhung nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Sao mà thấy người bạn diễn cuối cùng rồi té xỉu vậy? Dạ tại nặng quá. Tiết mục này đó, bạn diễn của em rất là tưng bừng mà em có tỏ ra cái vẻ không có thoải mái lắm. Cố gắng rồi mình tưng bừng theo biểu cảm ở cái nét mặt mình, em buông ra cho nó thoải mái nha em nha. Cảm ơn em. Hôm nay tại sao bạn rụt rè như vậy? Khác thường ngày lắm. Tại sao vậy? Dạ, có lẽ là em thi đầu tiên nên em hơi hồi hộp. Cô Ý Lan rất thông cảm cho cái người ca sĩ đầu tiên đến với chương trình. Lúc nào cũng có những cái hồi hộp. Anh Thái Châu thì đòi người ta giữ hơn.
Tưng bừng thôi. Mà anh Thái Châu, em được biết rằng là mỗi khi mà anh muốn biểu cảm cái tình cảm của anh đó, anh lại còn hiền hơn cả người này nữa. Không, là tại vì anh hát nhạc tình, chứ anh đâu có chuyên về mà hát sôi động mà nhảy gì đâu luôn. Là còn em này thì trẻ quá, tưng bừng quá. À, mình trẻ trung mà, mình cứ thoải mái, bung ra. Nghĩa là mình phải quậy. Trong tiếng hát của Trung thì có cái sự chừng mực để diễn tả một bài hát. Nó gọi là ở cái chỗ an toàn. Nhưng mà cho cái bài hát này, mình cần bớt cái sự an toàn đi cực nha. Em là người rất là hạnh phúc khi em hát đầu tiên. Em sẽ có những sơ suất nhưng mà em sẽ nhận được nhiều lời góp ý từ các vị tiền bối. Đầu tiên em phải xác định là em đang hát cái bài hát đó ở ngoài hay ở trong nhà, ở nơi bãi biển là mình phải bung lụa. Em được cái giọng hát rất là tốt nhưng mà em nhát quá, cho nên cái lúc em phát âm ra nó hơi bị thiếu, nó không đã. Chưa xuất sắc lắm, cô muốn em xuất sắc hơn nữa. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ danh ca Phương Dung, 9. Danh ca Thái Châu, 9. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khách mời Phương Thanh, xin mời, 8,5. Số điểm của giám khảo chủ đề chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị giám khảo tại trường quay, trong đó có các nhà báo, xin mời. Số điểm của khán giả tại trường quay, trong đó có các nhà báo, dành cho Hồ Việt Trung là 9,2 điểm. Chúc mừng bạn. Và nếu như quý vị và các bạn nào yêu mến Hồ Việt Trung, hãy bình chọn cho anh ấy nhé, với số bình chọn là 01. Gặp lại nhau dường như lâu lắm sắc quen nhau, gặp lại nhau mắt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau, gặp lại nhau tóc xanh phai màu. Khăn nàng đổi áo mà em đổi ấy áo trên đâu, nửa thương bên nó thì thương, nửa sâu bên kia ơi hơi nàng. Này nàng ơi thấu chẳng nổi, gặp lại nhau dường như lâu lắm sắc quen nhau, gặp lại nhau mắt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau, gặp lại nhau tóc xanh phai. Hãy subscribe.
mà chờ nhau mặc áo chung xa xăm, ngoảnh nhìn nhau lúc em qua cầu. Chờ nhau mặc áo chung xa xăm, ngoảnh nhìn nhau lúc em qua. Bà con ơi, kéo kéo đi. Ây à, trời ơi, này chân nó cao quá. Dạ, xin chào bà con cô bác. Hôm nay em đến đây xin được phục vụ văn nghệ. Dạ, em hát thì không lấy tiền, chỉ có bán kẹo kéo thôi, 10.000 một cây. Người ta nói là 10.000 không đáng là bao, nhưng mà mua một cái kẹo kéo thì nó lớn lao vô cùng. Dạ, rất mong bà con ủng hộ cho em. Bây giờ thì ai yêu thương thì đưa tay em xuống em bán nha. Bây giờ xin được phục vụ bà con ở đây một ca khúc, một bài hát, một sáng tác của ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh được mang tựa đề Vợ Tôi. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Đêm đêm bên bên
thêm. Cưới em chỉ có khay trầu, mâm trà khay rượu đôi buồng câu thôi. Còn ta hai đứa ra đời, em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cuộc bấm cày sâu, chiều bên mai lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi những ngày đói no chung lòng, tôi thương vợ tôi những lần đi biên mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn cay. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn cay.